Việc Đại sứ quán Việt Nam đứng ra tổ chức Ngày Gia đình ASEAN 2019 truyền đi nhiều thông điệp có ý nghĩa. Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc mong rằng, thông qua sự kiện này, các quốc gia trong ASEAN có thể tin tưởng, năm 2020, Việt Nam sẵn sàng đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN với sự nhiệt tình, bản lĩnh, chuyên nghiệp. Đồng thời, gửi thông điệp tới bạn bè Séc và cộng đồng các nước tại Praha về một ASEAN đoàn kết như một gia đình. Tại sự kiện, thành viên gia đình cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN đã tham gia các trò chơi vui nhộn có thưởng, thưởng thức các tiết mục biểu diễn ca múa nhạc và các món ăn truyền thống các nước. Là một trong những hoạt động chính của Ủy ban ASEAN tại Praha, Ngày Gia đình ASEAN được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, cũng như thúc đẩy sự đa dạng về văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước ASEAN tại Cộng hòa Séc. Năm nay, sự kiện do Việt Nam chủ trì tổ chức thu hút sự tham gia của gần 150 cán bộ nhân viên cùng gia đình của Đại sứ quán 6 nước trong Ủy ban ASEAN tại Praha.